Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đang gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là cái chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình, mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. một người hay là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký ha. và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 694 ngày hôm qua. Thì ở tập 694 ngày hôm qua đó các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn có cái tên là Phúc Trần. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó, đó chính là bạn có cái tên là Huệ Linh. À cảm ơn Huệ Linh rất là nhiều và cảm ơn Phúc Trần rất là nhiều luôn ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn đã gửi về cái zalo cho mình nhưng bạn xin phép được giấu tên ha thì mình xin đặt bạn này bạn này bạn này bạn là nữ năm là bạn 24 tuổi mình xin phép đặt bạn này tên là vân cái người tên Vân này đó là tên của bà chị ruột của mình luôn Thì mình cũng, giờ nhân đây cũng tâm sự chút xíu á Mỗi lần mà những người nào mà gửi chuyện về mà xin giấu tên á Mình hay đặt tên tầm bậy tầm bại nhiều khi là tên trùng với khán giả đồ này nọ đồ bị chửi quá Thôi bây giờ mình quyết định nha từ đây về sau nha Những cái tên, những bạn nào mà xin giấu tên Mình lấy tên của người nhà mình, của dòng họ nội ngoại Mình nhớ được tên nào là mình đặt tên đó thà bị người ngoài chửi còn hơn bị khán giả chửi à mọi người ha rồi thì đây là một bạn vân 24 tuổi ha bạn ở đắk lắc ở buôn mỹ thuật nha bạn đã gửi về cho mình vài cái câu chuyện sau đây cái câu chuyện đầu tiên á, là bạn gửi về một cái người bạn của bạn đó, là bị nhập ở trong cái khu học quân sự mọi người ha à, toàn bộ những câu chuyện này đa số á, là xảy ra ở ở miền trung thì bạn nói cái năm đó đó là bạn có đi bạn học cái ngành sư phạm mầm non mọi người biết á, bạn này phải nói sư phạm á, thì nếu mà sư phạm không á, thì thường là có thầy giáo cô giáo là có nam có nữ, nhưng mà còn về sư phạm mầm non hầu như là một trăm phần trăm luôn hiếm lắm, hình như không có luôn đó, là một trăm phần trăm toàn là nữ chứ không có nam ở trong đó. thì năm đó là đi học, đi học bên cái đại học sư phạm như vậy thì có một vài tháng là phải đi học quân sự, không có đi đâu xa hết, trên cái khu quân sự này nó nằm ở trong nguyên cả một cái trường đại học luôn bạn nói cái trường đại học này nó nằm ở ngoài ở ngoài tây nguyên ha mà mình xin xin giấu tên xin giấu cái quyển đi bạn nói cái trường đại học đó nó rộng dữ lắm bạn không biết là ở trong sài gòn hay là nó bự cái nào thì không biết chứ ở ngoài đó tại vì đất đai người ta nhiều lắm trời ơi đất lắc cơm tâm mày nọ đồ đất đai đồ rộng thênh thang đó thành ra khi người ta xây như vậy là người ta xây bao chùm luôn là cái khu đại học nha, ở đằng sau lưng từ cái cổng đại học đó mà đi tới cái khu học quân sự đó nha là hình như là đâu cũng phải là cái gần một cây số đó, nó bự tới nổi như vậy nó tới mấy trăm mét lận đó thì ở trước cổng đại học khi mà bạn này bạn vô học đại học nó không sao hết trơn nó gần đường lộ cái rồi xe qua lại tấp nập rồi nào là bán hàng rong đùm lum tùm la căng tin nói chung là nó vui lắm nó vui cũng giống như là đại học ở trên sài gòn vậy nhưng cho tới cái khi mà bạn vô trong cái khu quân sự bạn học đó, thì nó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn nó khác bởi vì nó sâu tuốt ở trong rồi nào là rừng rú cũng có mà nó hoang vắng cực kỳ muốn mua cái gì là xin phép một cái là phải đi bộ mấy trăm mét ra tới ngoài cổng đại học mới mua được đó mà trời mà tối xuống một cái nha do á cái trường đại học này cái khu quân sự này á một năm hầu như là chỉ hoạt động có tầm khoảng cả vài tháng thôi Chứ không phải là hoạt động xuyên suốt Đâm ra là những cái bóng đèn Mọi người tưởng tượng đi Cái chỗ mình bỏ không Một năm mình xài có một hai tháng thôi Thì nào là mạng nhện Nào là bóng đèn nó hư Rong rêu nó bám Nó rất là âm u và tịch mịch Mình diễn tả như vậy để mọi người tưởng tượng được à, Thì bạn vân vào trong đó đó Thì bạn nói là bạn được vô trong một cái ký túc xá nha Nó dạng giống như là cái ký túc xá gì đó nó cũng dạng như là hình chữ U như vậy nè, giống như những cái trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho mọi người dễ tưởng tượng ha. Nhưng mà cái này nó cao lắm Nó có tới 5 cái lầu lần à, Tính luôn tầng trệt luôn là 6, 6 tầng lầu lần Khi mà vô đây ở đó Thì bạn Vân bạn bạn Vân mới phát hiện ra một cái điều Nó hơi lạ chút xíu Đầu tiên là cái gì? Những cái người mà học trong đó đông dữ lắm Nhưng mà khi mà ở đó là chỉ ở Từ cái tầng 3 trở xuống đây đó, Là tầng trệt thì sinh hoạt thì mình không nói rồi để, để mà ở đó nha Là một phòng như vậy là 8 người 8 người ở đó nha đó là chỉ ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 còn tầng 4, tầng 5 là hoàn toàn bỏ trống thậm chí là không có để kho đồ trên đó luôn bà nói là những cái bàn ghế hư hỏng thôi thì bây giờ tầng 4, tầng 5 không, không sử dụng gì thì mình đưa lên chở mình cất vô trong có mấy nhà che đỡ nắng đỡ mưa không luôn không biết lý do tại sao những thầy cô ở đây nha không có chịu mà sử dụng cái tầng 4, tầng 5 hầu như là bỏ trống bàn ghế này nó kho bãi là coi như là để lên láng ở ngoài đường như vậy đó. Bạn không có tiện hỏi đâu nhưng mà hãy chỉ kỳ thôi và thêm một cái nữa là tầng 1, tầng 2, tầng 3 ở không đủ. Một phòng quy định là ở 8 người nhưng mà có phòng ở 10 người, có phòng ở 12 người luôn. Nhưng mà nói ừ thôi bây giờ chật quá thôi chia nhau ra đi. lên trên tầng 4, tầng 5 sử dụng 2, 3 phòng như đó là lao chùi quét dọn ở được rồi. Nhưng mà thầy cô không có cho. Hỏi lý do tại sao thì những người thầy cô đó nói là ở vậy để cho thầy cô dễ quản lý ba tầng thôi nó dễ quản lý chứ tụi bay ở nhiều quá tao quản lý không được nhiều khi mình nói mà sinh viên học sinh thì thường hút thuốc rồi này nọ nọ kia với lại đây là cái câu chuyện nó mới xảy ra cách đây mấy năm thôi một hai năm trở lại thôi người ta nói là trời ơi hút ba cái cỏ tùm lum tùm la hết trơn nó phức tạp dữ lắm à thì đó cũng là một cái lý do đúng à thì đó đó là những cái thắc mắc của bạn vân như vậy thì khi mà học ở trong đây được một khoảng cái thời gian rồi đó ha thì bạn có mà nói là trong đây là cũng có cái tiết mục là đi canh gác vậy đó là tại vì quân sự mà quân sự quân đội giống như là đi lính vậy đó lâu lâu cũng canh gác chẳng qua là cũng nới nới hơn thôi không có căng thẳng trời ơi ba đứa ngồi canh gác rồi tụng nhau bấm điện thoại lướt facebook rồi ăn bánh tráng trộn nữa mọi người vui lắm nhưng mà lâu lâu có thấy lâu xa xa mà có ông thầy ông đi tới đó nha là cũng giả bộ đứng lên chia nhau ra rồi đi vòng vòng trên mấy cái tầng như vậy đó thì cái hôm đó đó là bạn Vân bạn cũng vậy cũng ngồi ăn bánh trái chút xíu thấy thầy tới thành ra là bạn cũng đứng lên bắt đầu bạn đi. Thì bạn cũng hơi tò mò đó thôi, chắc là nhân cái dịp này đâu mình đi lên thử cái tầng 4 tầng 5 coi coi thử coi làm sao chứ tự nhiên không biết lý do tại sao lại không có sử dụng như vậy. À, còn bạn bạn vân lúc này bạn còn nói nha lâu lâu kiểu như mình cái giờ ra chơi mình ngồi căng tim mình ăn rồi nghe mấy người kia nói là mấy cái mấy cái đứa mà ở tầng 3 đó bạn này bạn ở tầng 2 ha mấy đứa mà ở tầng 3 nó cũng nói là lâu lâu nó ngủ nó nghe ở trên trần nhà là có tiếng bước chân đi mà trong khi ở trên trần nhà của tầng 3 có nghĩa là tầng 4 là không có ai sử dụng mà không có được lên mà sao mà có tiếng bước chân đi được thì bạn nghe như bắt đầu là bạn cũng hơi tò mò mọi người thì bạn cũng đi thử cái lúc này đó khi mà bạn đi mọi người tưởng tượng cái cầu thang trong những cái trường học như vậy là cầu thang chữ L cứ đi lên đi kiểu như là đi so le so le như vậy đó bạn từ tầng 1 nè bạn lên tầng 2 không có gì hết bạn lên tới tầng 3 thì bắt đầu là bạn lúc này bạn nghe nha bạn nói là bạn nghe cái tiếng mà nó không phải là cái tiếng bước chân đâu mà nó giống như cái một người nào đó họ mặc cái quần hay là cái đầm hay là cái gì mà nó dài nó thước tha quá đó mà nó kéo nó kéo ở dưới mặt đất như vậy mọi người tưởng tượng nó cứ sạc sạc nó cứ chà như nè nghe cái tiếng chà 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 mà nghe rõ ràng là nó nằm ở trên tầng 4 bắt đầu bạn nói ủa sao kỳ vậy ta mình tầng 4 đâu có ai đâu thì bắt đầu là bạn mới chạy lẹ 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 lên trên chảnh nha trời bạn này bạn gan thiệt luôn á à, bài bài bà dân này bà gan thiệt chỉ gặp mình là thôi thôi mình quay đầu rồi thì bà cũng chạy lên chẳng thì khi mà chạy lên như vậy thì nhìn qua nhìn lại thì cũng không thấy ai đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi nó cũng không có quá kinh dị nhưng mà nó cũng lặp lại lặp tới lặp lui cũng khoảng cỡ ba bốn lần ha ba bốn lần như vậy đó cứ lâu lâu đi trực mà lên tới tầng 3 đi vòng vòng mình trực mình coi coi là có ngủ nghe này nọ đồ hôn rồi có ai sử dụng điện thoại mình báo cáo lại với thầy đó thì cứ đang đi dọc cái hành lang tầng 3 là nghe trên lầu là có cái tiếng mà nó cũng vừa giống cái tiếng mà chổi trà mình quét nữa nó cứ sạc 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 mà đi tới một đường như vậy nè giống như cái tiếng đi tới đi lui đi tới đi lui vậy đó à mà cứ chạy lên kiểm tra là không có gì cả ba bốn lần như vậy thôi à rồi thì cái phần đó nó không có kinh nghiệm cho tới cái lúc mà bạn học gần xong luôn rồi cái lúc đó là nó cũng có gọi là cái thi giống như mình gọi là thi giữa học kỳ thi cuối học kỳ đó thì cái quân sự này học quân sự này nó cũng có thi luôn để mà chấm điểm này nọ luôn ha Lúc đó đó thì bạn có chơi, thời gian đầu thì bạn chơi cũng khá là thân với một cái người bạn tên là Hồng. Thời điểm đó đang chơi chung với nhau như vậy nè. Cái bạn Hồng ấy là một cái bạn có một cái thể chất rất là yếu, ha, rất là yếu luôn thành ra là học như vậy tuần lễ mà nằm trên phòng mà không phải phòng y tế mà nằm trên cái phòng ngủ nằm ở trên đó không cũng phải là 2 3 ngày gì đó tuần lễ từng lễ học chừng 6 ngày là nằm hết 2 3 ngày, yếu lắm quân sự là phải lăn lê bò lết nắng mưa là bạn đó ban chịu không có nổi thì cái hôm đó cũng vậy luôn bạn mới nói với lại cái người cái bạn vân như vậy nó ê dân dân mày uh, xuống dưới mày mày xin thầy giùm tao không cái đi hôm nay anh. tao tới tháng tao đau bụng quá tao mệt quá mà bây giờ trời nắng quá chắc tao xuống không nổi đâu mọi người biết rồi trời ơi đắt lắc buôn mày thuộc thì trời ơi nó nắng thì thôi nhé luôn rồi 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 thì để tao xuống tao nói cho à thì ngay cái lúc này bạn Vân bạn đi xuống bạn nói với ông thầy Ông thầy ông cũng quen quá rồi ông cũng chấp nhận luôn Rồi lúc này bắt đầu là nguyên một đám cũng chia nhau ra thi rồi thực tập cái gì ở đó Thì cũng còn có mấy ngày nữa là phải đi ra khỏi khu này rồi Thành ra là có mấy đứa nó lấy điện thoại ra Điện thoại ra nó selfie nó chụp hình để nó giữ làm kỷ niệm Thì cái nhóm mà nó đang chụp hình như vậy tự nhiên nó đang chụp hình nó la um sùm lên hết Nguyên một đám bu lại đó nha Thì bắt đầu là nó nhìn nó mới chỉ là ở trên cái tầng 4 đó là thấy có một cái bóng trắng mặc dù là cái thời điểm này là cái thời điểm buổi trưa chứ không phải là buổi tối mọi người nha cái buổi trưa thì ánh sáng mặt trời chụp hình nó rất là đẹp nhưng mà cái cái tấm hình nó sáng như vậy nhưng mà khi mình zoom nó tấm hình những cái điện thoại mới bây giờ mọi người biết rồi mình chụp hình xong mình lấy hai ngón tay mình zoom mình zoom zoom nó vô như vậy nè thì thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ nó mờ nhưng rõ ràng là một cái cô gái một cái cô gái mặt đầm nha tóc thì cũng hơi đen đen nó mờ mờ nó, nó nó, nhìn nhìn nó khó nó khó nhìn lắm thì nguyên đám bắt đầu là mới rất là sợ rồi thì ngay cái lúc này bắt đầu á, là bạn vân này là bạn lo là bạn lo cho bạn hồng tại vì nguyên cả một cái ký túc xá nó bây giờ chỉ còn có một mình bạn hồng đang ở trên đó thôi còn lại tất cả mọi người đều tập trung ở dưới sân để mà chuẩn bị thi này nọ đỡ hết trơn rồi mà cái lúc đó đó bạn vân mà cũng không có dám nói nữa bạn nói ra là nhiều khi là nói ma nói cỏ bây giờ kêu lên là coi bạn hồng coi sao thì cũng sợ với lại còn có 15 phút mới thôi là hết giờ rồi là chuẩn bị là ai về phòng nấy rồi là chắc là mình đợi 15 phút nữa coi làm sao cũng cầu trời khấn phật sao để cho con hồng mới đừng gặp ma gặp cỏ gì thì 15 phút sau bắt đầu là giải tán nha hết giờ tập luyện nọ rồi nha bắt đầu mới đi lên thì khi bạn Vân bạn vừa mới đi lên trước cửa phòng của chỗ lầu 2 thôi thì bạn thấy bạn Hồng đó đang nằm cái tư thế mà nửa trong nửa ngoài, phân nửa là nằm ở bên trong phòng, ở phân nửa bên ngoài là nằm ngay cửa phòng. Mà trong cái tư thế cái tay đang cái giống như giống như mình gọi là mình bơi bơi mình gọi là bơi sải đó mọi người. Cái tay đang cái tay làm sao thì cập cái tay trước để gì nè. À, cứ nằm xuống như vậy nè Trời à. bắt đầu là bạn Vân bạn hút hết hồn hết vía bắt đầu là lại đỡ nó không mới không mới vụ gì vậy. Giống như là bạn Hồng bạn bị kéo đi hay làm sao gì đó mà mới tức thì hồi nãy là cái nhóm kia chụp hình thấy ma nữa đâm ra là bạn vân bạn rất là hoảng loạn ngay lúc này nè ngay thời điểm này nè thì bạn hồng bạn đã bị nhập rồi nhưng trong thời điểm đó là bạn vân mà không có biết mọi người lưu ý ha đó cái lúc đó khi mà đỡ bạn hồng lên một cái để bắt đầu bạn hồng bắt đầu bạn đẩy bạn vân ra mà không có gì đâu không có gì đâu mà nói rõ ràng như vậy nha không có gì đâu đẩy bạn vân ra một cái 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 quần mắt của bạn hồng á nó đỏ ké lên như vậy luôn mà ở bên trong mắt cái cái lòng trắng mà nó gân gân đỏ đỏ như vậy nè cái bắt đầu quay lưng một cái bắt đầu là đi vô trong trên giường nằm bạn vân mới nói ủa gì kỳ trời đó mình thấy nó té này nọ mình sợ nó bị ma kéo mình đỡ nó vậy mà nó còn làm vậy với mình trong khi là mình là cũng là bạn thân với nó chứ đâu phải là người xa lạ đâu thôi thì cũng vô rồi mọi người biết rồi tập luyện quân sự mồ hôi mồ mùa hê lum chân nó tắm rửa rồi nọ đồ xong mới cũng ra ngồi hỏi nói ủa dân ơi dân, dân mày bị gì vậy ủa mà hồng mày hồng, hồng mày bị gì vậy sao tao, tao 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 sợ mày mày té mày bị gì tao đỡ mày thôi mày làm gì mày đẩy tao ra à nhưng ngay cái lúc này đó thì cái bạn cái bạn hồng cái bạn không có trả lời trả vốn mới chân chỉ nằm mà chùm mền như vậy nè chùm mền cứ lắc lắc nào không có gì đâu không có gì đâu không có gì đâu nói cái gì cũng không có gì đâu không có gì đâu kệ tao không có gì đâu không có gì đâu cứ vậy hoài chút xíu sau nữa là tới cái giờ cơm thì khi mà tới cái giờ cơm như vậy cũng xuống ăn cơm và các bạn Hồng này bạn cũng đi xuống dưới ăn cơm luôn, ngồi giống như là cơm trường học mọi người biết rồi, cơm giống như là cơm nội trú vậy đó. Ngồi cũng nguyên một cái dãy bàn dài rồi mạnh ai nấy ngồi. Thì khi mà ngồi như vậy đó, cái lúc này thì cái nhóm mà nó chụp hình thấy ma đó, nó mới bàn tán. À trong một cái chỗ ngồi ăn đó, nó mới bàn tán rồi nó trời ơi, vậy là ở trên lầu 4 lầu 5 có ma. Hèn chi thầy cô không cho lên chảnh ở, không có để bàn ghế rồi ở chật chội cũng không có chia ra thì ngay khi mà bên đó kiểu như ngồi cái bàn kế bên như vậy nè bạn vân và bạn hồng đang ngồi cái bàn này đó cái nhóm mà bàn tán chuyện ma đang ngồi cái bàn kế bên mọi người tưởng tượng ha thì khi mà cái nhóm đó bàn ma bàn cỏ đó thì cái mặt của bạn bạn hồng ở đây là giống như là giận mặt đỏ ké lên mà ngồi mà cứ cứ liếc tới liếc lui mà cái mặt đỏ 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 như gất vậy nha đỏ ké liếc qua liếc lại như vậy nè đó bắt đầu đập bàn cái cành cái đứng lên cái bỏ đi lên trong khi mới chưa có ăn hầu như là dĩ cơm đem ra chưa có ăn được miếng nào trơn à thì bỏ đi lên một nước như vậy nè thì bạn vân bạn mới quay qua bạn chửi cái nhóm bạn kia nó tụi bay đã tụi bay biết con hồng là cái thể chất nó yếu nó là từ từ đầu lớp học tới giờ từ lúc học mấy tháng trời nay là nó thường xuyên ở trong phòng mình rồi tụi bay bàn ma bàn cỏ thì có phải là nó nghe vậy nó hiểu lầm tưởng tụi bay là chọc ghẹo nó nó đâu có biết là hồi nãy mình chụp hình thấy ma thiệt đâu tưởng đâu tụi bay chọc ghẹo nó bây giờ nó giận nó không thèm ăn trong khi này, nó phụ nữ nó tới tháng, nó đau bụng nó mệt mỏi phải ăn cho lấy sức bây giờ nó đi lên trên phòng luôn rồi kìa. À cái lúc này nguyên đám kia mới im. Thì ngay lúc này bạn mới đi lên trên phòng bạn hỏi thăm bạn Hồng coi sao mà cái bà Hồng nó cũng cứ vậy lúc này là cũng đầu giờ chiều rồi. Bà cứ nằm bà cứ kệ tao, kệ tao, kệ tao như vậy. Thì lúc ngay cái lúc này bạn Vân bạn mới sực nghĩ trong lòng nó có khi nào đó bạn hồng bạn bị ma không, không nghĩa là ma nhập mà kiểu như là bị gặp ma rồi sợ quá nên mới vậy hay không chứ không có nghĩ là bạn bạn hồng cái bạn bị ma nhập chỉ là nghĩ ừ nhiều khi hồi nãy chắc là bị ma kéo đâm ra nó bị hoảng loạn nó sợ thành ra nó mới vậy chứ bình thường thì, thì nó, nó nó chơi thân với mình mà kỳ vậy bạn nghĩ như vậy rồi thì bắt đầu là bạn cũng lòng tốt thôi cũng phát sinh từ cái lòng tốt bạn mới đi xuống dưới bếp với căng tin á bạn xin mấy cái tép tỏi à bạn xin mấy cái tép tỏi khi mà bạn đi lên như vậy đó là bạn thấy bạn hồng không biết là có ngủ hay chưa bạn thấy là chùm mền nằm là quay cái mặt vô tường thôi thì bạn mới lén lén sao bạn để mấy cái củ tỏi là bạn tính là bạn nhét vô túi cho bạn hồng chứ không có kêu mà tính mình tự mình nhét luôn thì khi mà cầm cái tỏi đó mà vừa chuẩn bị đút vô túi thôi nha tự nhiên bà hồng á bà quay qua ba la đau nha đau nha đi ra nha đi ra em bắt đầu là đẩy bạn dân té luôn nè đang đứng khum khum mình chuẩn bị mình nhét tỏi vô túi như vậy nè đó thì bắt đầu là tự nhiên quay qua la mà bạn dân bận hết hồn cái đẩy bạn dân ra rồi tổi dân tùm lum hết đẩy bạn dân té nháo nhào luôn đó đau nha đau nha tao đang đau nha tao đang đau tao đang đau nha thì khi mà nói như vậy á bạn vân bạn chưa có nghĩ là bạn hồng bị ma nhập nữa mà bạn vân chỉ nghĩ là ờ thì đương nhiên mình phụ nữ mình mình tới tháng mình phải đau thôi mình phải phải đau bụng này nọ đối với lại thể chất của con hồng mình nó yếu nữa thành ra nhiều khi là nó bực bội như vậy thôi À, nó kệ đi bây giờ để mấy ngày nữa để mà nó 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 hết cái cái cái, cái chu kỳ của nó đi thì nó bình thường trở lại rồi mình nói chuyện với nó sao chứ biết là sao giờ nhưng mà chưa kịp mấy ngày đâu cho tới buổi chiều hôm đó lúc này là ngủ trưa cho tới chiều chiều hôm đó là không có tập luyện gì trơn coi như là rảnh rảnh rỗi đó là kiểu như là tự túc như vậy thôi ngay cái lúc này nè thì bạn vân bạn đang đi ở dưới sân bạn chơi như vậy đó thì bạn mới nghe một cái đứa bạn của mình một, một cái bà đó tên hà mới chạy xuống kia ai viên dân dân mày 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 chạy lên chảnh mày mày coi con hồng nó bị cái gì kìa sao mà nó ngồi nó cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mà nó nói thấy ghê nói gì 12 giờ 12 giờ gì đó thấy ghê quá thấy ghê quá thì bạn dân bạn vừa nghe như vậy là tóc bắt đầu tức tóc là chạy lên liền cái lúc này khi mà chạy lên á là hầu như những cái người trong ký túc xá đó là họ đã đi xuống cái người vô căng tin sinh hoạt tử túc mà người lúc đó đi ra ngoài chơi bình thường đại học rồi mà mọi người chứ phải cấp 3 đâu đi ra ngoài uống trà sữa này nọ là bình thường chỉ là đúng giờ mới về thôi thì hầu như là nguyên cả ký túc xá đó không còn ai trên đó còn bạn hồng nằm trong đó rồi bạn hà bạn vân với lại thêm vài người bên phòng khác thôi cái lúc này khi mà đi lên như vậy nè thì thấy rõ ràng rất là ghê nha là cái bạn hồng này bạn ngồi ở trên cái giường tầng của mình á mà ngồi ở tầng dưới nha hai cái chân thì để dưới đất nè đó cái đít thì đặt trên cái giường nữa nha. hai cái tay đó thì để lên trên hai cái đầu gối như vậy nè mọi người á, à, mà cái đầu thì gục xuống như vậy mà mà cứ lắc lắc nhẹ như vậy nè cứ lắc lắc nhẹ cứ lẩm bẩm lẩm bẩm ngồi biết mọi người biết lẩm bẩm câu gì không 12 giờ tôi đi nha 12 giờ tôi đi nha mà cứ nói suốt vậy đó 12 giờ tôi đi nha 12 giờ tôi đi nha mười hai giờ tôi đi nha mà cứ nói mà cứ mặt cứ cứ cái đầu mà cứ lắc 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 như vậy nè trời ơi nhìn rất là kinh hãi luôn nha bắt đầu lại rồi kiểu như là dỗ dai rồi hỏi ừ hồng mới hồng mày bị cái gì hôn mày nọ đồ mà không trả lời trả vốn mà cứ ngồi mình nói là ngồi như như như, như bất tượng nhưng mà cứ ngồi lắc đầu 12 giờ tôi đi nha 12 giờ tôi đi, đi nha mà cứ nói suốt như vậy đó cái lúc này khi mà sợ quá rồi bắt đầu là bạn vân bạn mới kêu ừ hà hà mày chạy xuống với mày kêu thầy con sao đi chứ bây giờ mình đâu có biết cái gì đâu thì cái lúc đó bà Hà bà chạy xuống liền à bà chạy xuống mà kêu thầy thì kêu thầy cũng phải là 15 20 phút mới chạy lên thì trong vòng 15 20 phút đó là lúc này là bạn Hồng bạn không có nói 12 giờ tôi đi nữa mà nói giúp mà lúc này là nói qua cái gì đó nói câu nói chữ gì mà bạn Vân bạn nói là ngồi kế bên bạn hồng bạn ngồi đây nè bạn vân bạn ngồi kế bên mình mình ngồi mình ngó coi bạn mình có sao không mình ngồi sát bên cách không tới một mét nữa mà hoàn toàn không nghe được cứ giống như giống như là niệm những câu thần chú niệm cái gì đó mà nói đâu trong họng đó nói mà cái cái môi không có mở rồi nữa làm sao mà nghe cứ không có nghe được cái gì hết trơn mà rất là hoảng loạn nha bạn, bạn vân ở đây nha vô rồi nhúng khăn vô nước rồi lao mặt rồi làm cái này cái nọ mà hoàn toàn không có được cái gì hết trơn á mà bạn Vân bạn nói đó nha tay chân của bạn Hồng nha Lạnh như nước đá vậy Nó lạnh kỳ cục dữ lắm Chứ mà mình nói là ờ là trời sương trời gió lạnh không nói đi Mà bây giờ đang ngoài trời cũng đứng gió nữa Đắt lắc mà vô thật mọi người biết rồi Đứng gió nó hầm dữ lắm Vậy mà tay chân của bạn Hồng nó nói, lạnh như nước đá như vậy đó nha À một chút xíu nữa đó Bắt đầu là cái người thầy mới lên cái người thầy này vừa đi lên bắt đầu là kêu bạn vân thôi đi ra ngoài đi, đi đi, đi đứng lên đi ra để thầy ngồi kế bên mới nhường chỗ cho thầy cái người thầy đó mới ngồi xuống mới khoát cái khoát cái tay qua bên cái vai của bạn của bạn hồng như mà mới dỗ dỗ vai mà mà vừa kiểu như là cố tình nói để cho những người khác không nghe lúc đó là có bạn hà với bạn vân đứng kế bên mà nói nhỏ trong lỗ tai à nhưng mà mai cái là bạn 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 vân mà nó là bạn thính tai là bạn nghe được mọi người biết cái người thầy nói gì không nói rất là nhỏ mà nói thì thầm trong lỗ tai mà nói gì nè Thôi tha cho em nó đi Em nó còn nhỏ em nó có biết gì đâu Thôi xuất ra đi Xuất ra đi con Vừa nói mà vừa dỗ dỗ dai như vậy nè Mà nói nhỏ trong lỗ tai thôi À bạn Vân đứng kế bên bạn lắng lắng tai Bạn nghe được trời ơi bạn nói bạn nghe được cái câu đó Bạn nổi da gà luôn Bạn nghĩ trời 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 ơi vậy là vậy là con hồng mà bị ma nhập đó hả à, là kiểu như vậy bây giờ mới biết là hồi nãy giờ là bạn hồng bị ma nhập đó là ông thầy ông nói gì đó thôi thôi tha cho nó đi con nó còn em nó còn nhỏ có biết gì đâu vừa nói như vậy một cái thôi nha bắt đầu á, là cái bạn hồng là bạn bật ngửa ra bạn bằng bằng bạn, bạn, bạn xỉu không còn biết cái gì nữa hết trên đó à năm phút sau mới bật tỉnh ngồi dậy bạn hồng bạn hỏi một câu gì nữa ủa ủa xong hết trơn rồi hả sao tới giờ ăn chưa sao không kêu tao dậy nãy giờ tao ngủ quên có nghĩa là sao có nghĩa là cái trí nhớ của bạn hồng chỉ dừng lại ở cái khúc buổi trưa thôi cái khúc mà ờ là bạn xin thầy lên nằm nghỉ ở đó đó là để mà tới giờ cơm đi xuống ăn cơm rồi đó là khi mà đang nằm ngủ hay sao rồi bị cái cô gái đó, đó bị kéo ra làm sao mà nằm sổng xoài ở ngoài cửa hay sao là hầu như không nhớ luôn rồi bị kéo xong cái nhập luôn hay sao là coi như là tới khúc đó là quên hết trơn không hề nhớ cái gì hết chỉ nhớ tới khúc mà ừ là đang nằm đợi tới giờ cơm như vậy thôi đó mọi ừ. người thấy nó kinh dị không trời ơi ngay cái lúc này nha là bạn vân bạn nói là bạn rất là kinh hãi bạn không có tin luôn trời ơi, hồi nãy giờ mình ngồi kế bên bạn mình mà bạn mình bị nhập mình không biết mình tưởng đâu là nhiều khi nó đau bụng này nó nó tới tháng nó bực bội vậy thôi hay chứ sao mà ai về là bị nhập hèn chi là đưa tỏi thang đau thang đớn là như vậy đó à rồi ngay lúc đó là biết là không có giấu được thành ra cái người thầy đó họ cũng kể luôn họ nói đó là cái câu chuyện nó cách đó cũng rất là lâu rồi cái thời điểm mà lúc đó là cái cái trường quân đội này cũng mới thành lập thôi thì có một cái cô gái cũng học cũng giống vậy đó cũng học đại học xong rồi cũng học một đại học mầm non hay sao đó ha rồi cũng vô đây y như là bạn vân như vậy nè nhưng mà thời điểm đó thì à, cái cô gái đó cổ yêu sớm rồi. à cổ yêu sớm hay sao rồi bắt đầu là thất tình hay sao đó là mới tự tử ở trên cái lầu bốn à tự tử ngay trên cái lầu bốn khi mà tự tử như vậy rồi thì công an rồi cũng tới thì đương nhiên cái chuyện mà thất tự tử thất tình thất tình tự tử này nọ đồ thì đương nhiên là bên đó người ta cũng không, không có giải quyết không có đền bù gì hết trơn á chỉ kêu là, là, là người thân tới rồi làm biên bản này nọ rồi thôi cũng không có gì nhưng mà rồi từ sau đó trở đi cái người thầy nói nha, nguyên một cái tầng 4, tầng 4 tầng 5 cộng lại là mười mấy căn phòng. Không có xài được. Để bàn, để ghế nếu mà để bàn, để ghế đó nha này thôi, tầng 1, tầng 2, tầng 3 tầng đó là khỏi ngủ. Ngủ một cái là tiếng bàn, tiếng ghế nó làm đùng 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 hết trơn ở đây chạy lên thì không có không có chuyện gì xảy ra. Y nguyên bàn ghế sắp xếp sao vẫn y nguyên như vậy. Mà cứ tối về ngủ là nghe tiếng bàn ghế nó rớt đùng 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 ở trên đó hết trơn à rồi những ai mà ngủ ở trên đó thì thường xuyên là kiểu như ngủ trong phòng mọi người có những cái cửa sổ mà những cái trường học cái túc xá có cửa sổ mà thì lâu lâu là thấy có một cô gái đi lướt qua lướt lại biết bao nhiêu thế hệ ở trong đó mình nói là một ngàn con người thì tệ lắm cũng năm mười người hai chục người gặp những tình huống đó thì năm mười người là đủ rồi năm mười người một đồng mười mười đồng trăm mà trăm đồng tới một ngàn thì mọi người thử mọi người nghĩ nghĩ coi đó thành ra là những cái thế hệ những anh chị đi trước đó là hầu như là những cái câu chuyện đó họ biết hết trơn À nhưng mà thầy cô nó là giấu không giấu mình cũng hâm he mà nó ví dụ như không giấu là đồn đại bậy bạ mà xuyên tạc này nọ đầu trừ điểm trừ hạnh kiểm thành ra là những cái anh chị đó cho tới khi mà ra trường luôn à, thì khi mà ra trường rồi mới nói với nhau thôi thành ra là cái thế hệ sau vô học đó thành ra không đâu có biết cái gì đâu đi vô học như là bạn vân này nọ đồ vô học có biết cái gì đâu à, chỉ biết là ừ là tầng 4, tầng 5 là không sử dụng được thôi ngay cả bàn ghế cũng không có được để luôn à nó là như vậy ha mọi người ha thì rồi sau cái vụ á rồi đó cái lúc này bắt đầu là cái người thầy lúc này mới nói thôi còn ráng còn vài ngày nữa nè à mới nhờ bạn vân là thôi coi như kế bên hồng đi lấy tỏi này nọ đồ bỏ vô túi đi ha khi nào đó mà con con hồng đó mà nó xin phép nó nghỉ do nó mệt mỏi đó thì là bạn vân cũng được nghỉ chung luôn à là hai người nghỉ chung như vậy là lên là nằm nghỉ chung lúc nào cũng kề cận kề cận kế bên khoảng cỡ ba bốn ngày nó thi cử này nọ rồi lấy điểm số rồi xong là bắt đầu là không phải là xong không phải là ra trường đâu mà là sẽ dời ra ngoài cái trường đại học như rồi ở đầu chuyện mình nói là tuốt ở ngoài cổng là ngoài đó là nó sáng sủa xe cộ đông đúc này nọ rồi ngoài đó không hề có ma cỏ gì cả hết à, thì sau 3 ngày giờ đó là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra luôn ha mọi người ha còn về bạn hồng thì bạn nói là hầu như là bạn không có nhớ cái gì luôn bạn chỉ nói là cái thời điểm đó là bạn nằm bạn đau bụng mà mọi người biết rồi nằm vằn hoại ngồi cái ngủ quên rồi cho tới khi tỉnh dậy thấy ông thầy ông ngồi rồi đó nguyên cả một cái quá trình mấy tiếng đồng hồ xuống ăn cơm mặc phần phần rồi than đau than đớn rồi nói 12 giờ đi này nọ rồi là hầu như là không có một chút ký ức nào luôn bạn hồng bạn nói là như vậy à rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn đó là cái câu chuyện đầu tiên ha mọi người ha là do một bạn tên là vân đã gửi về ha mọi người ha bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này là khi mà ra trường nhưng cũng liên quan đến cái bạn Hồng này luôn mọi người Cái lúc đó đó là bạn Hồng là khi mà bạn ra trường rồi Thì bạn cũng đi làm Nói chung là cũng đi làm trong một cái phạm vi Kiểu như như là ở ngoài Tây Nguyên như vậy thôi Một cái thành phố nào đó thôi Nó cũng rất là nhỏ Thành ra là cũng bạn bè cũng hay qua lại nè Thì thời điểm này nha Càng ngày đó là bạn Vân này càng chơi càng thân hơn với lại bạn Hồng Nhưng mà chơi càng thân rồi đó nha Bắt đầu mới biết đó, là khi bạn Hồng bạn ở nhà trọ đó bạn có một cái bàn thờ Tại vì mình chơi chung từ cái năm đại học Tới là trong cái lúc đại học Mọi người nhớ không Khi mà đại học như vậy là thường là có những cái bản à, Những cái tờ giấy mà giáo viên kêu mình à, Kiểu như là kê khai lý lịch đó Là ở trong đó có một cái chữ gọi là chữ tôn giáo Bạn Vân Bạn nhớ không lầm là bạn Hồng Cái tôn giáo của bạn Hồng là không có Có nghĩa là không có theo đạo Không theo đạo Phật, không theo đạo Chúa đã coi đặt, Có nghĩa là không có tôn giáo nhưng khi mà tới nhà trọ của bạn Hồng chơi thì lại thấy có một cái bàn thờ không hề có di ảnh nha, không hề có tượng thần tài thổ địa hay là tượng mà tượng bất kỳ một cái vị thần linh nào đó không hề có, mà chỉ có một cái bàn thờ trống lỏng như vậy, có một dĩa trái cây, cây nhỏ nhỏ, cốc ổi mía ghim với lại cái lư hương bằng nắm tay như vậy thôi. Nhưng mà nhang thì cắm đầy ở trên đó hết trơn rồi. Thì uh, cái bạn cái bạn Hồng này bạn mới thắc bạn 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 Vân mới mới thắc mắc bạn hỏi là ủa Hồng, tao nhớ lúc mày học đại học lúc mà kê khai lý lịch này nọ đồ mày ghi là mày không có tôn giáo gì hết trơn mà rồi sao mày ở đây tự nhiên rồi mày lập bàn thờ mày thờ ai bộ mày có người thân mới mất hay gì đó thì bạn hồng cái đó không có đâu thì tại vì tao ơ ốc úng cho mọi người nha kiểu thì ờ... trời ơi tao ta, ta coi trên mạng tao nói là, là là ở nhà trọ mình thì làm lập cái bàn thờ thấp nhang vậy cho nó ấm nhà dễ ngủ với lại tao mua nhang trầm tao mua ba cái hương trầm mày nọ rồi thấp với cái mũi thơm thơm mày thôi để đại vậy thôi chứ con không có gì đâu nhưng mà khơ nhưng mà ấp úng nha chứ nếu người ta là người ta nếu mà có sao tao nói vậy là tao nói một nước một ha nếu mà sự thật là ta nói một nước một còn muốn che giấu cái gì đó là ấp a ấp úng à, thì bạn vân bạn để ý cái chỗ đó rồi nha sau rồi đó có một cái thời gian khoảng cỡ mấy tháng trời là bắt đầu là bạn Vân và bạn Hồng thường hay dính liền với nhau Tao nói rằng trà sữa, cà phê, cà pháo này nó tâm sự nói chung là đôi bạn cùng tiếng đó à, Chơi rất là thân với nhau hầu như cái gì cũng có mặt nhau hết Thì ngay cái thời điểm này Nhà trọ cũng ở kế bên nhau luôn Không ở cùng một nhà trọ nhưng mà sát bên nhau cách độ khoảng cỡ 1-200 mét thôi thì bạn Vân bạn nói đó, cái đêm hôm đó đó bạn đang nằm ngủ như vậy, nó tới một cái cách nó rất là bất chợt. Bạn nằm mơ, bạn bạn ngủ bạn nằm mơ bạn thấy là có một cái cô gái xong thiệt xong thiệt là lẹ trong cái phòng trọ nhà mình nhưng đó không phải là bạn không đó không phải là bạn hồng mà một cô gái rất là lạ lẫm luôn bạn đang nằm ngủ như vậy nằm mơ thấy cái cô đó mà cô mở cửa một cái rầm cô chạy vô mà cũng chạc chạc tuổi của mình nha bắt đầu là xỉ vô mặt của bạn 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 vân như vậy nè vừa xỉ vậy nó nè mày không có được chơi với con hồng nữa nha nó là bạn tao nha mày không có được chơi với nó nữa nghe không mày không có được chơi với nha để tới ngày tao dắt nó đi nha nó bạn tao nha nó bạn tao nha, bạn tao nha. mà sĩ vô chửi rất là nhiều luôn sau đó bắt đầu là giật mình tỉnh giấc rồi bắt đầu ngồi dậy mồ hôi mồ kê nó nhiễu nhão bạn vân bạn nói cái giấc mơ nó tới rất là nhanh 15 giây đồng hồ vô tự nhiên sĩ vô mặt chửi bới âm sùm mình hết hồn mình bật mình ngồi dậy rồi thôi hết cái giấc mộng chỉ có 15 giây đồng hồ thôi nó lặp đi lặp lại năm bảy lần gì đó chứ không ít cái lúc này đó bạn mới đem câu chuyện này bản thân mà mình mới qua mình nói nói hồng ơi tao ta nói với mày này nó nghe nó cũng hơi kỳ nhưng mà thôi là mày bản thân với tao chắc mày cũng biết là tao không có nói xạo mày làm gì đúng không là 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 sao tự nhiên mấy bữa nay tao hay nằm mơ tao thấy là con nhỏ nào đó N nó 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 xông vô nhà tao cái nó chỉ vô mặt tao nó kêu là là gì tao không được chơi với mày nữa vì nó là bạn thân gì chí cốt gì thì chị chị em em gì của mày đó mà nó chửi tao nhiều dữ lắm luôn nha mà 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 cả chừng khoảng cả 10 ngày nay tao gặp đâu cũng phải là 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 năm bảy lần gì đó, đó nha cứ cách ngày là gặp một lần đó nha mày mày nói tao nghe coi là có chuyện gì không thì ngay lúc này là bắt đầu thấy rõ ràng cái mặt của bạn hồng là lắm la lắm lét liền nhưng mà vẫn chói vẫn giấu ơi ừ, có gì đâu thì đi, đi 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 nhiều khi là là ơi mình chơi thân với nhau thì cũng giống như vợ chồng cũng hay ghen ghét này nọ đồ mà thôi uh, tao có mình mày hả à, tao có mình mày là bạn thân à chứ không có đứa nào trơn trời ơi ho mày đừng có suy nghĩ bậy bạ đi trời ơi mình chị em nhau mình đừng suy nghĩ như vậy người ta không có bậy bạ đâu tao không có nhỏ bạn thân nào khác chân có mình mày thôi à, nhưng mà vừa nói cái thái độ nó kỳ dữ lắm ấp a à, ấp úng mà cái mặt mắt cứ láo liên láo liên như vậy nè rồi thì bạn vân mới nói là cũng thôi thôi nhỏ bạn mà nó nói tới đó thì cũng thôi nhưng mà ngay lúc này đó là ở bên trong của bạn vân thì bạn cũng đã có một cái khoảng cách một cái giới hạn với bạn hồng rồi tại vì nếu mà bạn thân đó, là mình phải chia sẻ thật lòng với nhau còn mình mình giấu như vậy thì nó có giấu giếm như vậy thì đâu phải là bạn thân đâu đúng không mọi người em rồi đó thì ngay lúc này bạn vân mà còn để ý thêm như vậy nè nếu như nha mình ít tiếp xúc lại với bạn hồng thì cái giấc mơ nó sẽ không có xuất hiện À, có những bữa mà ba bốn bữa cả tuần lễ không có gặp bạn hồng đó, thì cái giấc mơ nó không có à nhưng mà lâu lâu gặp lại đi chơi cà phê cà pháo chị em với nhau mà là thế nào buổi sáng đi chơi đi câu phim này nọ đồ là tối y như rằng lại gặp 10 giấc mơ như một à là cứ gặp một cô gái nó chạy vô rồi chửi bới này nọ không có cho chơi với bạn hồng viết cái bắt đầu càng ngày bắt đầu là bạn vẫn càng sợ mình phải sợ chứ chứ biết sao giờ à, đâm ra là ít lúc này là nhắn tin facebook đồ qua lại thôi chứ không có dám đi qua để mà chơi nữa thì bắt đầu yên bình từ từ bắt đầu thêm khoảng cỡ độ một tháng sau đó thì cũng hơi lâu quá mình cũng không có qua chơi biết đâu cũng hết rồi cũng đi qua phòng trọ tính tạo bất ngờ nọ rồi nhưng mà khi qua đây bất ngờ thiệt luôn là cái người chủ nhà trọ đó là người ta nói là bạn 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 hồng mình đã chuyển nhà trọ khác rồi À chuyển đi nhà trọ là mà họ còn chửi họ nói như vậy nè nó tao mà kiếm được con nhỏ nó nhưng gạt tao về tao chửi nó chết tao bây giờ tao kiếm nó tao về tao bắt nó phải dọn cái bàn thờ cho tao nè trời ơi cái, cái 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 nhà trọ bây giờ á, nó mướn vô nó lập cái bàn thờ không biết nó thờ thờ không có nổi nói chung cái gì á nó thờ trong đó bây giờ nó đi lúc mà nó dọn phòng đi nó không có thèm dọn luôn mà cái bàn thờ ba cái đồ tâm linh này người nào thỉnh về là người đó phải dọn chứ sao tao dám dọn được tao dọn nhiều khi là ông bà này nọ được của nó vỡ tao nữa mà cái bàn thờ để đó vậy hoài khách khứa đồ vô người ta dòm tao không có dám ở tao đang bắt liên lạc với tao gọi nó là nó cứ chặn số tao nó khóa máy nọ nó không có nghe máy mà nó nói mày mạng thân đó phải không mày mày là dân bạn thân đúng không mày coi mày khuyên nó đi nha chứ tao ở đây tao nghe là những người nhà trọ nói là, là đêm hôm mày nọ đồ là nó hay nó nói chuyện mình lắm nha mới đầu là uh, tao nghe tao tưởng đâu là nó dẫn trai về mà chuyện bình thường dẫn trai về sao tao không biết tao cũng cũng lo lo như vậy nhưng mà càng ngày thì những cái người vòng vòng đó, người ta nói là không phải nó dẫn trai mà nó cái này cũng hơi tế nhị là giống như là nó chơi ô môi chơi, 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 chơi lét thì sao đó mà Nó nghe cái nói gì nói chị chị em em bạn thân hình như nó dẫn nhỏ nào về hay sao đó mà nó tao 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 nghe tao ta, ta, ta hết hồn tao tao cũng sợ tao rình mấy lần mà tao không thấy nha cho tới khi nó biết tao rình rình cái nó nó giận dỗi nó nó dậy nảy cái nó đòi chuyển phòng trọ nó đi trong buổi chiều vẫn bàn thờ nó cũng không thèm dọn nữa kìa à trời ơi khi bạn vân bạn nghe tao nói nó sao kỳ vậy ta một cô gái này nọ đồ nó sao nghe giống như cái giấc mơ mình gặp quá vậy cái lúc này bắt đầu là biết mấy cái chuyện tâm linh Thôi về bắt đầu là mới nhắn tin facebook cho bạn cho bạn Hồng Nhắn tin thì bình thường Nhắn tin qua cũng kể nó Ừ sáng nay tao qua nhà trọ của mày Bà chủ nhà trọ bà nói vậy vậy đó Có gì ông Hồng ơi mày phải nói tao nghe nghe không Chứ mày không nói tao nghe thôi tao không có dám chơi với mày đâu mà Tao bị kiểu như là bị báo mộng này ghê quá thì bạn Hồng cũng trả lời lo, qua lo qua loa làm sao đó và cho tới hiện tại bây giờ luôn nha là hai người đã coi như là cái câu chuyện này nó kết thúc ngang như vậy luôn nó không có nó không có tìm hiểu sâu vô trong tại vì bạn Vân nó bạn rất là sợ chỉ biết là là sau này hình như là bạn Hồng có quay về cái nhà trọ đó mà dọn cái bàn thờ hay sao đó rồi đó rồi lâu lâu thấy có một cái thời điểm có nghĩa là khi mọi người muốn biết về một ai đó mọi người có thể là vào trong cái facebook của một cái người đó họ hay chia sẻ cái gì họ hay viết cái gì nhất là giới trẻ nữa thì mọi người sẽ phần nào biết được cái tâm tư cái tâm sự người đó mà nói vậy chính xác hả mọi người ha thì bạn hồng cũng như vậy có một cái thời điểm là bạn hồng thường hay đăng lên những cái câu status này nọ đồ những cái câu mà nó đau buồn mới giống như là muốn kết thúc cuộc đời nọ đồ nha mà nhắn tin hỏi có gì không á thì trả lời bình thường lúc này là coi như từ bạn thân xuống thành người dân rồi à, xuống thành một cái mối quan hệ mà gọi như là xã giao rồi chứ không còn là bạn thân nữa cái bạn hồng đó bạn không còn chia sẻ gì nữa luôn đó bạn vân bạn rất là sợ bạn sợ là bị kiểu như là bị duyên âm hay là bị vong theo gì đó nha nhưng mà cho tới hiện tại bây giờ khi bạn vân bạn gửi chuyện nè bạn phải nói bây giờ chắc bạn hồng cũng đã qua rồi thấy có rất là nhiều lần bạn hồng đăng đi chùa đi chùa đi chiền tùm lum đi chung với ba mẹ đi chùa tùm lum hết trơn chắc là nhờ đi chùa như vậy hay sao đó ha nên bây giờ đó, những cái status của bạn Hồng không có còn mà sặc cái mùi đau buồn, tâm sự rồi âm u tối tâm nữa. Mà chỉ là đi chơi, đi cà phê, cà pháo, thấy có quen bạn trai, đồ bình thường, đăng để hình avatar nọ bình thường luôn. À, là chỉ biết ừ, là mình dựa, có nghĩa là bạn 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 Vân, bạn, 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 bạn dựa theo cái Facebook Thì bạn phán đoán là bây giờ cuộc sống bạn Hồng cũng đã ok rồi Nhưng bạn Hồng có một cái khoảng thời gian Hình như là nó rất tâm tối luôn chẳng qua bây giờ cái 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 mức độ mà bạn thân nó không còn nữa đâm ra cũng ngại hỏi mà khi hỏi chưa chắc gì bạn hồng cũng đã trả lời mọi người chỉ biết là bạn hồng có một cái vong nữ đi theo một thời gian rất là dài mà phải lập bàn thờ thờ cúng thường xuyên như vậy luôn coi nhau như là bạn thân bạn thân tới nỗi mà đi ghen với một đứa bạn thân khác thì mọi người tưởng tượng đi ha mọi người ha à nhưng mà rồi bây giờ á cái câu chuyện này nó cũng đã kết thúc rồi tất cả mọi thứ nó cũng đã qua mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện thứ hai à, cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều thì chuyện có sao mình kể vậy Chứ mình không có dám chế thêm à, mình chỉ biết là bạn hồng bạn 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 vân mà cũng nói nó ừ cái câu chuyện nó cũng có vậy thôi nó không có gì nó quá kinh dị nhưng mà nó có cái màu sắc tâm linh trong đây ha mọi người ha à, rồi đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn bạn vân bạn đã gửi về bây giờ nè mình sẽ qua tới câu chuyện số 3 thì nhiều cũng đã biết rồi ha. Trước khi qua câu chuyện thứ ba là cho phép mình quảng cáo chút xíu nha. Rồi thì hồi, hồi hồi sáng hôm nay mình có đăng một cái bài ở trên cái Facebook rồi nhưng mà bây giờ mình cũng chính thức quảng cáo luôn ha. Thì bánh bía mình đã sản xuất trở lại ha mọi người ha. Bánh trung thu mình đã ừ quên nói cái vụ bánh trung thu mình bánh trung thu mình tâm sự chút xíu đã cái lúc mình bán đó thì mua mọi người biết thì cũng giờ này thì cũng ít người mua rồi mình nó bán ế thì mình nói mình bán ế đơn giản vậy thôi lúc mà cái thời điểm mà ngay mùa bánh trung thu ngay cái mùa trung thu đó thì mọi người đặt mua nhiều lắm à, nhưng mà bây giờ thì ai thèm lắm thì mới mua thôi cũng mua lớt ngớt ngày mình bán cũng được mấy hộp năm mười hộp hai chục hộp trở lại thôi mới ngày hôm qua mình kết thúc mình không bán nữa trời đất ơi ha người ta nói như mình như bị tra tấn nói vui thôi nha mình, không phải là mình nói xấu mà như bị tra tấn vậy đó gọi điện nói vũ ơi trời ơi còn bánh trung thu với em trời giờ này chị mới nghe chuyện kịp với còn giao cho chị cho cho cô nọ đồ trời đất ơi chị ơi giờ em hết mất tiêu rồi hết mất tiêu rồi ngày hôm qua em bán hết em em ngưng luôn rồi không còn bán nữa mọi người thấy coi, coi nóng máu không lúc mình bán thì không mua cái lúc mình ngưng bán mà sáng giờ mình hôm qua tới bây giờ mình nhận đâu cũng phải là cỡ hai ba chục cuộc gọi đó nói là đặt bánh trung thu nhưng mà tại vì mình hết thật sự là mình hết rồi những cái bánh mà mình mình còn bán không hết đó mình cũng đưa hàng sớm ăn một phần mình, mình cũng đi đi làm từ thiện rồi á à, thì hồi biết sao giờ ha thì thôi bây giờ mình xin mình cũng nói luôn những anh chị cô chú nào mà không có mua bánh trung thu được ha thì thôi bây giờ mua bánh bía đi bánh bía cũng là nhà của mình luôn nè cái logo những người nào mua bánh trong thu rồi được biết nè cái logo một logo một thôi đó là cái logo sơn long thôi đó thì bánh bía mình bán cũng nhiều rồi ha thì những người nào mà ăn rồi là sẽ rất là thích nó đặc biệt như sao với những bạn nào không biết bánh bía ngoài thị trường nha à, một cây như vậy thì nó cũng là bốn cái bánh đi thì thường là họ sẽ làm một phần tư trứng hay là nửa trứng nhưng bên mình hay là một loại là, đậu xanh hay là hay là sầu riêng này nọ đồ nhưng bên mình á để phục vụ cho thị hiếu khách hàng nó nhiều đó thì mình chỉ đưa ra đúng một sản phẩm duy nhất đó là bánh bía tứ quý là nó như vậy tứ quý là làm sao là nó có bốn loại nhân ha trong đó nó có một cái đậu xanh nè một cái nhân lá dứa nè một cái nhân trà xanh nè ha và một cái nhân môn đó và nhân nào nó cũng ngon hết và đặc biệt là cái gì mỗi một cái bánh là một cái trứng trứng muối nguyên chứ không phải là nửa trứng hay là một phần tư trứng gì hết ăn dễ mới ngon bánh bía mà cái da nó bùi bùi nó bột bột ha rồi cái nhân của nó tùy loại nhân nó có vị khác nhau nha rồi thêm cái bùi bùi cái mặn mặn của cái trứng muối nó thì nó còn cái gì bằng nữa mọi người à thì mình bán như vậy mình bán theo một cặp những người nào biết rồi ha mình bán theo không phải là một cây như vậy mình bán một cặp là hai cây bánh mình bán với giá là 150 trăm năm bỏ ra 150 ngàn mọi người sẽ được 8 cái bánh bía nha mà cái loại đặc biệt nha mọi người nha đó vệ sinh ăn toàn thực phẩm nó ngon cái nào 8 cái bánh bía và 8 cái trứng muối ở trong đó và bốn cái loại nhân khác nhau luôn mình hay nói sao mua bánh bía bên mình nha mua mà cảm thấy có lời luôn về ăn chắc chắn một người, không ai mà ăn một mình mà ăn được hai cái bánh bía này chắc cũng là thèm dữ dằn. Nhưng mà nói là đa số ăn hết, thường là mua về như vậy là gia đình, uh, hai mẹ kiểu như là vợ chồng, hai ba đứa con gì đó đó là mua một cặp về là ăn ok rồi đó xin nhắc lại trăm rưỡi tám cái bánh nha tám cái trứng muối nha tám trứng muối nguyên nha và bốn cái vị khác nhau mình mix, mình 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 mình, gọi là mình, mình pha trộn ở trong đây đó về ăn nó không có ngán mà chia nhau ra người nào thích nhân nào ăn nhân đó nó rất là ok luôn và hiện tại bây giờ bánh bía đã có mặt ở trong ăn vặt vũ mập chấm cơm cũng như là shopee với những tín đồ shopee nào có những cái voucher có những cái mã free ship gì đó lên trên Shopee vào đó kiếm chuyện ma vũ mập hay ăn vặt vũ mập gì đó trên Shopee cái hình nào mà có cái logo của mình trên đó là hình chính chủ mọi người ha thì vào đặt mua bánh bía cũng đã có mặt ở trên đó luôn rồi à rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha rồi mấy cái ông bà mà anh chị mà mà hôm qua giờ tra tấn tôi nói là bán bánh trung thu rồi đó bữa tôi bán không mua tôi hết bán cái đòi mua đó mua bánh bía đi không mua không mua tôi giận đó nghe trời ơi gọi quá trời gọi luôn mà hình như tối hôm qua là đâu hình như là một giờ đêm nữa có cái cô kia cô gọi nữa cô nói trời ơi xin lỗi vũ ngang à, ngồi nửa đêm nửa hôm mà vừa nghe chuyện xong cái gọi liền nhưng mà xin lỗi chị một lần nữa là em hết bánh trung thu rồi ha à, à, mình quảng cáo nhiều quá bây giờ nè mình sẽ vào cái câu chuyện số 3 cái câu chuyện số 3 này nó có một cái phần nó giống như cái câu chuyện số 2 là giống như bạn cảm nhận được là mình bị cái vong hồn người ta quánh ghen vậy đó ở câu chuyện số 2 á là bạn thân của mình à là kiểu như là bạn kiểu như quánh ghen theo kiểu là bạn thân giành giật với nhau nhưng cái câu chuyện số 3 này là cái người chồng của bạn vân luôn cách đây khoảng cỡ hơn một khoảng cỡ gần 2 năm rồi thì bạn có lấy chồng thời điểm đó đó khi mà bạn bạn nói là cái thời điểm khi bạn lấy chồng về đương nhiên rồi mình mình gật đầu mình chịu gả cho người ta thì người ta phải đàng hoàng sao người ta phải tốt như thế nào thì mình mới chịu cưới chứ Chứ đâu phải mình nhắm mắt rồi mình đưa thân đại là không có Đó là cái người chồng bạn nó rất là ok đối với bạn nha Hoàn hảo đối với bạn bạn mới chịu cưới Cưới về được khoảng cỡ 2-3 tháng đầu cũng là ok Vợ chồng son này nọ là cũng bình thường thì trong một lần hôm đó đó thì đang ngồi trong nhà như vậy nè thì không biết anh nghe điện thoại của ai đó thì anh hớt ha anh chạy đi anh chạy ra khỏi nhà thì bạn đầu bạn vân bạn, bạn mới kéo nó nói ông nội đi đâu vậy đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm nước tới nơi đi đâu vậy nó, nói, anh, 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 anh 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 chạy ra vào đây một cái một bạn nó nó nói là cái gì có 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 gì chết chóc gì vậy nè anh chạy ra anh anh coi một cái có nghĩa là ông nhiều chuyện thôi chứ không phải là gì hết ông chạy ra ông nhiều chuyện thôi à, à thì chạy ra đâu độ khoảng cỡ nửa tiếng ông chạy về kịp giờ cơm cái cũng hỏi nó ủa anh nãy anh chạy anh đi có gì vậy thôi mày chuẩn bị ăn cơm uống nước tới nơi rồi ơi, anh mà kể ra một cái chắc em hết ăn cơm nổi luôn á ghê dữ lắm nó thúi nó sình lên hết trơn rồi thôi thôi thôi, thôi. ăn cơm đi anh, anh anh không có kể đi để anh kể sau ăn cơm xong cái đi làm đi lụm mày nọ cái quên luôn à coi như là ông chồng ông hỏng có kể lại luôn nhưng mà rồi bắt đầu khoảng cỡ sau cái vụ mà ông đó ông đi nhiều chuyện gì đó nghe độ khoảng cỡ ba bốn bữa gì thôi thì bắt đầu là cái bạn vân này bạn thường xuyên bạn nằm mơ bạn gặp một cái giấc mơ nó như vậy nè những cái giấc mơ này nó nó khác nha chứ không phải như hồi nãy mà nó là 10 giấc mơ như một là câu chuyện hai thứ hai không phải cái câu chuyện này nó khác là những cái giấc mơ cái nội dung nó giống nhau là bạn thấy là ông chồng ông đang cặp kè với một cô gái nào đó bạn không hề thấy được cái mặt mà bạn thấy là có giấc mơ đầu tiên thì bạn thấy là bạn đang đi ngoài chợ thì bạn thấy là chồng mình chở nhỏ nào chở nhỏ nào mà ôm xà nẹo xà nẹo nhưng mà quay mặt bên chỗ kia quay mặt chỗ khác chỉ thấy cái phần lưng với lại cái phần, phần ót phía sau thôi cũng giật mình tỉnh giấc chồng mình đang nằm kế bên mà chồng mình cũng đang nằm kế bên đó trời ơi thôi mới cưới về đàn bà phụ nữ mà ai không ghen nó ớt đầu ớt không cay gái nào không hay ghen chồng nó chắc không có gì đâu à rồi cũng hai ba bữa nữa cái lại gặp giấc mơ giấc mơ là mình đang nằm ngủ với chồng mình mình quay qua thấy nhỏ nào nó cũng ôm chồng mình nằm trên giường luôn giống như mình gọi là tình tay ba vậy đó nằm ở trên giường mà, ôm mà đè kiểu như là nằm trên ngực của chồng mình nhưng mà cái đầu lại quay hướng khác cũng lại thấy cái ót nữa la làng la sớm cái cũng giật mình tỉnh giấc thấy chồng mình nằm kế bên con nhỏ nào đâu đó là cứ như vậy hoài rồi nhiều khi là mình đi gặp giấc mơ nữa là đi đâu đi chợ về cái bắt đầu thấy là chồng mình đang ôm ấp nhỏ nào trong nhà cũng quay mặt chỗ khác không thấy mặt nữa nó cũng la làng nó sớm chạy vô cái tỉnh giấc đó là bốn năm cái giấc mơ như vậy nó khác nhau nó khác về khung cảnh nó khác về thời điểm nó khác về thời gian nhưng cái nội dung vẫn giống nhau là thấy một cô gái đang ôm ấp chồng của mình là như vậy và thêm một cái nữa cái này thì bạn vân bạn nói ra bạn cũng mắc cỡ nhưng mà thôi mình trưởng thành hết trơn rồi bạn này cũng 24-25 tuổi rồi có chồng rồi mà thì gái mà mình phụ nữ mà mình về thì cái chuyện mà mà này nọ nọ kia tình chuyện vợ chồng này nọ đồ thì mình cũng phải có chứ cái sinh lý mà ai không muốn đúng không đó nhưng mà lúc này thì bắt đầu mình khiều á ổng lại không có chiều lúc trước á thì ổng toàn ổng khiều mình không à trời ơi từng lễ ba bốn lần ổng khiều mình thì mình cũng chiều này nọ rồi mà sao tới bây giờ cái mình khiều lại ổng cái ổng giả lơ ờ à, thôi mời hôm nay mệt á mời hôm nay làm mệt á bữa sau anh anh, anh anh, bù cho bữa sau anh trả bài chứ mà cứ liền tù tì một tháng trời như vậy. thật sự mình nói cái này cái này mình cũng không có dám mình dạy đời gì nhưng mà theo như khoa học mình mình tìm hiểu được thì cái chuyện mà chăn gói vợ chồng một tháng trời mà mà không có diễn ra thì cái này là nên coi lại nha cái này thật sự là là là, là nó, nó hơi kỳ chút xíu ha. á à, à, thì cộng thêm cái giấc mơ và cộng thêm cái chuyện đó nữa thì bắt đầu là bạn hơi nghi nghi. nhưng ngoài cái chuyện đó thôi thì chồng bạn vẫn bình thường vẫn đi làm vẫn về ăn cơm với bạn vẫn chở bạn đi chơi đồ này nọ chỉ có một cái là cứ đêm xuống như vậy là mạnh ai nấy ngủ mình thậm chí mình gọi là đồng sàng mà dị mộng luôn à và thêm cái giấc mơ vậy hàng đêm là cứ cách ngày là gặp giấc mơ như vậy nha chứ lúc đó bạn rất là lo à nhưng bạn cũng trong đầu bạn thì bạn cũng tính là bạn đi coi thầy coi bùa coi sao rồi à nhưng mà trùng hợp sau đó thì cái bài chị hai cái bài chị chồng đó cái bữa đó đó thì bả với bả với chồng bả bả với chồng bả là đi coi thầy hay sao thì cái người thầy cũng nói luôn nói với cái người chị hai chồng đó nha nói con bây giờ là cái chuyện tình duyên gia đạo của con là thầy coi xong rồi nhưng mà thầy thấy là ở nhà con hình như là con có thằng em đúng không thằng em nó mới lấy vợ đúng không cái trời ơi thầy hay quá thầy ơi thầy là cái chuyện đó mà thầy cũng biết con đâu có nói đâu nó không phải cái lý do ta biết là bởi vì ta thấy là ở trong nhà con đó, là có một cái dông nữ đó theo trời ơi cái chuyện này nó nghe đừng trách cái dông đó trách đó là trách thằng em con đó. nghĩ làm sao mà nó ra nó câu người ta mà người ta chết bờ chết bụi chết sông chết nước người ta chết trôi như vậy đó thì người ta sình lên để ra chuyện của người ta ai chết trôi mà không xấu không xí đâu không có ai chết trôi mà đẹp hết trơn đó mà nghĩ sao đó em con nó ra đó nghe trời ơi nó khen người ta nó khen người ta trội chết rồi xấu quá đồ này nọ rồi trội xong chết gì mà sình lên này nọ còn tặc lưỡi nữa hỏi sao người ta không theo đó thì tôi 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 thấy vậy nó ngang thì tôi coi anh chị đồ về đó đừng có hỏi nó hỏi nó làm gì nó chối bay bãi à đảm bảo nó chối bay bãi luôn vong theo mà dễ gì nó nhận sao sao đi về hỏi con nhỏ vợ đó hỏi nhỏ vợ hỏi nhỏ em dâu đó hỏi là biết liền à coi có phải là cả tháng nay là đồng sàng dị mộng không đó tôi nói khéo vậy thôi chắc anh chị biết về hỏi đi nếu mà đúng đó nghe dẫn nó lên đây rồi tôi cắt cho chứ tôi thấy là cũng không có gì đâu chẳng qua là không phải là duyên âm duyên đồ gì hết trơn đó chẳng qua là nó, nó nó khen chê này nọ đồ thì người ta theo người ta vỡ người ta trách phạt vậy thôi đó thì lúc mà nghe như vậy đó thì thật sự mà nói nha cái người chị hai đó người ta nói người ta cũng không có tin đâu cái tâm lý của mình mình đi coi thầy mà không phải cái người này không phải là thầy pháp nữa cái người này người ta chỉ là thầy bói thôi mình lên mình coi công chuyện mình coi công đồ mình coi đường làm ăn gia đạo thôi chứ mình đâu có nghĩ là lên đây mình coi ma coi bùa coi chú gì mà tự nhiên một cái người thầy bói mà người ta lại nấu ra những cái lời của những người thầy pháp thì cái bà chị hai này bà về bà cũng uh, là bộ làm tịch bà nói ừ là, dân ơi dân chỉ nói với em này trời ơi chị cũng nghi ngờ là cái ông thầy đó ông dẻ dời nọ đồ quét quét nhà ra ma bói gì bói ra ma quét nhà ra rác đó thì ổng dẻ dời nọ đồ nhưng mà thôi thì sẵn đây chị cũng hỏi luôn trời ơi khi mà hỏi ra nó ngang rồi bà vân chị, chị chị bạn vân bạn đó bạn khóc nó nói đúng thiệt chị ơi em nói thiệt luôn nói chuyện này em mới về làm dâu chưa được năm trời chưa được nửa năm mới có ba bốn tháng trời mà không lẽ có chuyện vậy thì em lại làm phiền gia đình em cũng kỳ nói gì nói cũng là dâu cũng là người ngoài nọ đồ thôi bây giờ chỉ mở lời rồi em cũng nói luôn ừ cả tháng trời nay nó không có gì hết trơn hết trơn em nằm ổng cứ quay lưng với em rồi em cũng trời ơi này ngại mà lâu lâu em cũng sợ ông buồn em khều khều ổng ổng cứ than mệt than hoải hoài với lại đúng thiệt luôn hai ba đêm là em thấy là có một cô gái ôm xà nẹo xà nẹo ổng hoài em lo muốn chết à rồi khi mà tâm sự như vậy rồi ha bắt đầu chị em bắt đầu là hợp lại với nhau ha bắt đầu mới quyết định là sẽ nhân một cái cơ hội cũng rủ ông kia đi chơi cũng rủ ông chồng này nọ đồ đi chơi nhưng mà ai về là dắt tới nhà thầy mà mình mình nói là ngộ lắm nha những người bị dông theo bị dông nhập bị ma ám bị cái gì mà mà về mà gọi là duyên duyên âm mà vong vía rồi đó tới nhà thầy cái tự nhiên mặt xanh dờn câu chuyện này cũng vậy mà cái cái trăm câu chuyện trước mình kể cũng vậy luôn nó trùng hợp tự nhiên đi chơi đi nọ được gần tới nhà ông thầy một cái là bắt đầu là đổng đảnh là bị ủi đâu vậy tự nhiên dẫn tôi tới nhà thầy chi vậy không biết làm sao mà lại biết ngộ lắm nha mọi người nha trong khi từ đầu tới đuôi mình đâu có nói là đi nhà thầy đâu mà cái ông này ổng cũng đâu có biết nhà ông thầy là gì đâu Vậy mà gần tới còn độ khoảng cỡ mấy chục mét tới nhà ông thầy là tự động mở miệng. Thôi đi về đi tự nhiên không cái dẫn tôi đi coi thầy làm gì tôi có bị gì đâu vẫn coi thầy. À, ở đây nào là bạn dân khóc lóc năn nỉ nào là bà chị hai bà ra lệnh nạt nội nội đồ riết bắt đầu là mới đi vô trong đó đi vô được nhà ông thầy rồi thì khi mà đi vô nhà cái ông thầy rồi ông thầy mới, ông mới nói ừ là lý do con bị vậy có phải là đêm nào con cũng thấy là con đi chơi với cô này cô kia rồi làm chuyện chăn gói vợ chồng riết cái con là chán con không có này qua lại qua lại với vợ con hôm ông chồng nhận hết trơn dạ dạ đúng thầy dạ 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 nói ừ là tại con bữa có phải là con đi chết trôi không con đi coi xác chết trôi đúng không rồi, con có lỡ miệng con con nói là người ta chết xấu chết xí đúng không nói dạ dạ thầy đó thì sau đó rồi bắt đầu là cũng đưa bừa đưa chú rồi đốt những cái hình nhân thế mạng rồi à, những cái cộng chỉ cắt cắt như vậy đó đó là những cái những cái thủ tục mà tùy theo thầy nha không phải cái chuyện cắt dương âm là người nào cũng giống người nào nha có người thì cầm cầm cây đũa bẻ làm đôi mình mình biết nhiều lắm có người cầm cái đũa bẻ làm đôi nè có người đó thì cắt chỉ nè à, có người thì làm tùm lum tùm la rồi lấy lượt son tùm lum tùm la hết trơn đó là mỗi thầy một kiểu nhưng nôm na lại đó là cái cách để mà cắt duyên âm à thì trong khoảng cỡ một tiếng đồng hồ bắt đầu là cắt duyên âm xong là bắt đầu là mới đi về ông thầy ông không lấy một cắt hôm bữa bà chị hai bà tới coi bỏ bà tốn đâu cũng 500 triệu mà lần này dữ hơn cái chuyện mà đi coi bói làm sao nó nghiêm trọng bằng cái chuyện mà đi cắt dương âm cho người ta vậy mà ông cắt dương âm ông không lấy một cắt lên ông lấy ừ là có nhang đèn nước suối trái cây thì ông lấy thôi chứ còn mà coi bói thì ông lấy hàng triệu à cái nào dễ lấy mắt cái nào mà khó lấy rẻ thì thầy người ta hay người ta hay làm kiểu đó ha mọi người ha rồi thì sau đó khi mà về như vậy rồi thì cho cho tới bây giờ là cũng gần 2 năm rồi tất cả mọi thứ là nó cũng bình thường đàng hoàng trở lại ha mọi người ha à, và cũng kết thúc luôn cái câu chuyện thứ ba luôn và chung quy lại thì bạn này bạn chốt lại một cái câu nó vui vui như vậy nè trời ơi ơi mình gần cuộc sống trên đời mình không có nghĩ là mình bị quánh ghen hai lần như vậy một lần là anh hồng bản thân với một lần là chồng của mình bị giành giật bản thân bị giành giật chồng rồi bị báo mộng tới nỗi như vậy mọi người ha à cái, câu chuyện nó cũng khá là hay luôn ha mọi người à, rồi thôi đó là kết thúc cái câu chuyện số 3 ha bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ tư cái câu chuyện thứ tư này á nó khác ba cái câu chuyện đầu tiên đó, là nó kinh dị hơn rất là nhiều nó không có màu sắc tâm linh mà đơn giản nữa bạn này bạn nói á, là cái câu chuyện này là bạn gặp vong ở trong một cái khách sạn ở Cần Thơ thì mọi người biết rồi thì bạn này bạn ở như đầu chuyện thì mình cũng mới nói là bạn này bạn ở miền miền gọi mình hay là gọi là miền ngoài gọi là miền miền trung mọi người ở trên tây nguyên thì ở trên tây nguyên thì người ta đi đà lạt nha trang với người ta cũng chán rồi thì hôm đó là cái cái, cái cái câu chuyện này là xảy ra cách đây cũng khoảng cả là 3 năm là bạn ở trong trường nó cái ngôi trường hồi nãy ở, ở đầu chuyện mình kể đó là có tổ chức là đi xuống dưới miền tây sông nước để mà tham quan đi chợ nổi cái răng cần thơ đồ à thì đối với những người ở ngoài miền trung miền nội được tao nghe cần nghe miền tây nó hấp dẫn ha thì cũng uh, về đây để mà mà chơi thì uh, thôi mình đi mình đi vắng tắt luôn tới khách sạn luôn đi xe xuống tới khách sạn cái lúc này đó là uh, trường đó là có thuê một cái uh, một cái khách sạn nó nằm ở cuối một cái con hẻm cái con hẻm nó bự lắm mấy con hẻm đó là hai xe 50 chỗ là là, là là đậu ngang là được luôn không phải là hẻm nhỏ đâu hai bên khách sạn thì bạn vân bạn nói là bạn hay để ý tiểu tiết bạn Vân là một cái người hay để ý tiểu tiết bạn nói khi mà vừa tới chủng đầu hẻm rồi đó thì bắt đầu hướng dẫn viên du lịch ở đây là kêu ừ thôi mọi người dậy đi đó bây giờ quẹo vô cái hẻm này chạy thêm hai ba trăm mét nữa là sẽ tới khách sạn rồi chuẩn bị là coi dậy là lấy điện thoại nọ đồ soạn đồ chuẩn bị xuống à, thì bắt đầu là bạn mới ngồi vậy mình ngồi trên xe 50 chỗ đi du lịch mà mình kéo cái màn ra mình dòm xung quanh thì bạn vân nói bạn dòm xung quanh như vậy bạn nói đó cái uh, cái hẻm mà khách sạn đó là hầu như khách sạn đa số là khách sạn không mà thấy đông đúc lắm nha, thấy xe hơi đậu rồi khách sạn nào, hầu như khách sạn nào cũng có khách Mà còn có những chỗ còn để là hết phòng, hết phòng nữa, cái mùa du lịch mà mọi người Nó đông đúc dữ lắm luôn Nhưng bạn nói là trời ơi, vậy ở đông dữ nha, đông càng đông càng vui chứ sao đi du lịch mà Nhưng tới khi mà khách sạn nó đậu trước cái, 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 cái xin lỗi, cái xe 50 chỗ nó đậu trước cái khách sạn rồi đó Bạn mới nhận ra là cái khách sạn của mình mướn, mình ở đó Không có một chiếc xe nào đậu phía trước hết giống như là ế mà ế thiêu ế chảy mà không có một người nào nữa hết bắt đầu bạn cũng bạn nói ủa sao bạn nói hướng dẫn viên du lịch nó ủa sao kỳ trời sao tự nhiên chạy từ đầu hẻm giờ em để ý em thấy hai bên khách sạn đồ ở người ở quá trời quá đất mà sao kiếm khách sạn nào mà nó vắng tanh mà nằm trong tuốt trong hẻm cùng gì vậy thì cái người hướng dẫn viên đó người ta cũng ậm ờ nó ở thì tại vì đoàn mình đông mà đoàn mình đông mình bao hết nguyên khách sạn luôn ở cho nó đã cho nó thoải mái đông gì đông trời ơi có một chiếc xe một duy nhất có xe năm chục chỗ là năm chục người mà mà hai người ở một phòng thì nó nó có hai mươi lăm phòng chứ nhiêu trong khi khách sạn trà bá lửa khách sạn chuẩn hai ba sao đàng hoàng mà à, nhưng mà thôi hướng dẫn viên du lịch ta nói sao thì mình cũng nghe vậy chứ mình cãi gì nữa bắt đầu cũng đi xuống cũng vô cũng nhận phòng rồi cũng ra đi mình ở ở dưới là hình như là bến ninh kiều đúng rồi bến ninh kiều rồi ăn hủ tiếu mì dịch quay dịch tiềm mình nọ đồ ha mọi người ha à, rồi tối về ngủ mới có chuyện cái lúc này đó là đó, cái năm đó là bạn đã học đại học năm ba rồi bạn ở chung phòng với lại một cái bạn là học đại học năm nhất thành ra kêu là chị em với nhau ha mọi người ha thì à, mình đặt cho tên cái cô gái năm nhất đó mình đặt tên là là quanh đi mình kêu là quanh đi ha thì tối đó ngủ như vậy khi mà đi chơi bến ninh kiều này nọ đổ, đổ xong về tới khách sạn tầm tầm khoảng cả 10 giờ đi lên nhận phòng ngủ thì đây là một cái căn phòng là hai cái giường đơn chứ không phải là một cái giường đôi thành ra là hai cái giường nó cách nhau độ khoảng cỡ gần 2 mét cái giường vừa đủ một người nằm ngủ thôi cũng tắt đèn cũng nằm ngủ tắm rửa nằm ngủ hết trơn rồi ngủ bắt đầu khoảng cỡ tới một giờ mấy bạn nói á, cái giường này ngủ rất là đã nó là cái hệ mà cái hệ nệm lò xo nằm xuống nó nhúng người nó đã dữ lắm nhưng khi mà bạn này bạn đang nằm ngủ như thế này nè, tự nhiên nha, bạn nói là cái giường cái giường cái giường lò xo đó nó hơi nhúng nhẹ một cái. Bạn nghĩ ở trong lòng nó ủa không lẽ giận quanh nó sợ ma nó bò qua bên mình nó nằm ta. Mà trời ơi cái giường đơn nó chật thấy bà luôn ví dụ như nó sợ nó nói mình tiếng. Mình ngồi vậy mình đẩy hai cái giường nó ghép vô hai cái giường đơn ghép vô phải là cái giường đôi không? thì ngủ vậy cho nó đỡ chật còn không thì ừ là chảy mệt xuống dưới đất hai đứa nằm chứ mắc cái mớ gì có cái giường đơn chút ép rồi hai đứa chui lên nằm như cá mồi sao mà nằm được thì ngay lúc này bắt đầu là bạn vân bạn nghĩ trong đầu như vậy bạn mới mở mắt ra bạn nhìn thì bạn vừa mở con mắt ra bạn nhìn kiểu như mình nằm ngủ nghiêng như vậy nè mình mở mắt ra mình nhìn cái thấy bà quanh mới nằm cái giường bên kia ủa vậy thì bà quanh mới nằm cái giường bên kia vậy ai leo lên trên cái giường của mình ở bên này cái ngay cái lúc này nó ngang muốn quay lại tại vì bạn đang nằm nghiêng người ta kiểu như là người ta từ đằng sau lưng có nghĩa là họ đang leo từ ở đằng sau lưng mà phòng ở có hai người à thì tá quả rồi mình thấy là nhỏ em mình đang nằm bên kia thì là một một là ăn trộm hai là cái kia thôi chứ không cần nói nhiều nữa thì bắt đầu tá quả tính là sẽ bật ngồi dậy để quay qua coi coi ai ngồi cái bên không bật ngồi dậy được mà nó không phải là bạn bị đè mà ngay lúc đó bạn tính bật ngồi dậy thì bạn thấy có nguyên một cái bàn tay nha bàn tay đàn ông bàn tay con trai đàn ông với bàn tay con gái mọi người người ta sờ vô cái da thịt của mình là mình biết liền hả nó nó sai nó nó chai với nó chai nó, nó sạn này nọ rồi là mình gờ biết liền mà cái người đàn ông này không phải là ôm mà ôm ở ngoài áo đâu nha khúc này nó hơi tế nhị xíu nha luồn vô ở bên trong cái áo đó luồn vô bên trong cái áo mà tới cái phần eo thôi chứ chưa tới cái phần trên đó. À tới cái phần eo như mày mà trời ơi mà gờ mà chà bắt đầu là luồn cái tay mình như con rắn nó bò vậy đó luồn cái tay trong cái eo lên tới cái bụng ôm quá như vậy nè ôm mà siết là một cái là cứng ngắc luôn mình nói là như là lực sĩ lực điền vậy đó siết một cái cạch một cái thôi nha gọi là ná thở luôn là bạn vân bạn nói là bạn không bật ngồi dậy được luôn nha đó trời ơi, thì ngay cái lúc này đó bạn vân bạn không có dám la mà bạn mới kêu như vậy nè cái miệng hoạt động được nha tại vì bạn đâu có bị đè mà nói là ngay từ đầu bạn không có bị đè chỉ là cái người đàn ông không biết là người hay ma đó là đang ôm cứng nhắc cái bụng mình không bật vậy được thôi thì bắt đầu là bạn mới mở cái miệng lên mà kêu quanh quanh mà vừa kêu mà cái giọng vừa rung mọi người sợ quanh 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 mà trời ơi trời bà quanh mà ngủ như chết nãy bà đi chơi bà sung quá bà ngủ như chết kêu nhỏ nhỏ bà không có nghe Chiều đầu 2 3 tiếng không nghe cái bắt đầu bạn dân bạn mới bực. Bạn nói quanh. Quanh ơi, quanh. Đó, kêu vậy xong cái bắt đầu bạn quanh bật ngồi dậy giá Dạ gì vậy, chị? Em 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 làm ơn, em em làm ơn làm phước, em em lại em, em 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 em, bật cái đèn giùm chị cái coi. Chị ơi, đang ngủ bật đèn gì chị? Trời ơi quanh ơi quanh, mày 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 bật cái đèn cho tao cái, bật cái đèn cho tao một cái đi quanh ơi bà quanh đó phải nói tới như vậy bà quanh nó cũng lèm bèm lèm bèm nó cũng ngồi dậy đi lại bật cái đèn bạn nói là vừa bật cái đèn sáng một cái nha cái tay nó rụt lại là cái ánh cái ánh sáng nó nhanh cỡ nào là cái tay nó rụt lại lẹ cỡ đó tốc độ ánh sáng mọi người cái đèn vừa sáng lên một cái là cái tay nó cũng một cái sẹt một cái như vậy nó 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 giật là bạn nói là cái cái dòng bụng cái dòng eo của bạn mà nó rác luôn á kiểu như là người ta giục cái sẹt như vậy là nghe một cái sẹt một cái nó kiểu như rác cái bụng luôn đó nha Trời ơi bạn bật ngồi dậy được một cái bạn quay bạn dòm liền Thì đương nhiên quay qua dòm đâu có thấy ai đâu mọi người À mà lúc mà giục cái tay là thấy cái giường nó còn nhúng một cái giống như là họ họ nhảy xuống giường mà giường lò xo đó mọi người cái nệm lò xo đó mình mình cử động mình nhảy xuống giường cái nó nhúng nhẹ cái nhúng nhẹ cái giục ra vậy nè bật ngồi dậy dòm qua không thấy cái gì nữa hết trơn nó trời ơi bà quanh nó kêu gì chị bật đèn làm gì sao đi kiếm đồ sao chị không bật đi tự nhiên chị kêu em dậy thì mệt quá đó nói trời quanh ơi quanh mày tao nói mày nghe tao mới bị ma nó ôm trời ơi nha bà quanh kia bà vừa nghe ma một cái là bà miếu bà còn sợ hơn là bà dân nữa đã người ta bị ma chọc đây người ta còn bình tĩnh mà bà kia bà không bị gì hết nhờ bà bật cái đèn kể lại cho bà nghe mà bà sợ nha bạn dân mới nói cái lúc đó nha mà thấy thấy quanh nó sợ mà bạn dân bạn hết sợ luôn á tự nó ngộ với mình đang sợ ma mình kể lại cho người khác mà người khác sợ hơn mình cái đột nhiên cái tự nhiên mình hết sợ à nó kỳ lạ như vậy mồm bữa nào mọi người thử cái đi ha mọi người ha à rồi bắt đầu bạn dân bạn nhảy tọt qua giường nó gì vậy cái gì ghê vậy ba hôm gì ghê vậy đó à, thì bạn dân bạn mới kể lại cái câu chuyện như vậy nó hèn chi ha hồi chiều mới vừa tới từ đầu hẻm tới cuối hẻm mấy chục khách sạn chỗ nào cũng chỗ thì hết phòng chỗ thì đông nghịch xe hơi xe ông đa đậu tùm lum hết trơn có duy nhất cái khách sạn này không một người nào vô ở hết trơn tao nghi nghi dữ lắm mà kiểu vậy ha lúc đó là hai chị em nhau như bắt đầu là ghép cái giường lại ha ghép cái giường lại nằm không ngủ luôn á thức cho tới sáng luôn không có không 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 có đi chơi nổi luôn mà đó là nằm như vậy là nằm rung cho tới sáng như vậy thôi chứ không có dám ngủ bạn 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 đó bạn, 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 bạn không bao giờ bạn quên được cái cảm giác nó cái bàn tay của nó mà nó săn chắc chứ mà nó ghê dữ lắm mà nó mạnh nó ôm cái eo lại như vậy nó rất là kinh khủng luôn à rồi thì đương nhiên ghé cần thơ có một đêm mọi người ơi sáng hôm sau là khởi hành tại vì đó là cái tour mà gọi là hay mình gọi là hay đi đi tour gọi là lục tỉnh miền tây rồi cần thơ rồi tháp mười rồi cà mau sóc trăng kiểu vậy đó chỉ ở cần thơ có một đêm vậy thôi à sáng hôm sau khởi hành đi ra ngoài um, chợ chợ nổi cái răng cái là đi chỗ khác luôn hả à, thì bắt đầu khi mà lên trên đây bắt đầu là cũng không có phải là mình chửi bới gì tại vì thực tế ra thì đây cũng là cái chuyến đi miễn phí nhà trường người ta mua tour cho mình đi thành ra là cái người hướng dẫn viên người ta không có tội à, nhưng mà mình lên mình bực này nọ rồi thì bắt đầu là bạn vân bạn cũng nói đó à, ông hay quá ha khách sạn có ma không ai ở cái tour bên mấy ông là bán giá rẻ nọ cho trường dẫn cho tụi tôi đi thì cái người hướng dẫn viên du lịch đó họ cũng cười cười cho qua tại vì thật sự thì cũng không phải lỗi của họ Bây giờ ở bên công ty người ta kêu mình dẫn thì mình dẫn mặc dù mình khẳng định luôn nha. Bạn Vân bạn khẳng định luôn là cái ông hướng dẫn viên này không biết khách sạn nó có ma đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà hướng dẫn viên du lịch và tài xế đó là được những người khách sạn người ta cưng dữ lắm. Người ta cho phòng ngủ, người ta cho suất ăn, cho nước, thuốc lá, đủ uống, thuốc đàng hoàng. Nhưng cả tài xế và hướng dẫn viên lại lựa chọn ngủ ở trên xe thì mọi người nghĩ thử coi bao nhiêu đó thôi là mình mình tự mình đón ra rồi đó nên khi mà nói ra như vậy họ cũng cười cười cho qua nó trời ơi em đâu biết đâu anh đâu biết đâu em anh hướng dẫn viên du lịch thôi đó có gì em về em nói với bên nhà trường nhà trường người ta nói bên công ty chứ anh đâu có biết gì đâu rồi, thì bạn vân nói tại vì mình bực quá mình bị mình nói như vậy thôi chứ mình cũng không có làm căng làm kia cái gì hết trơn á rồi cũng thôi khi mà đi qua những cái tỉnh miền tây khác ha là không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra luôn ha mọi người ha đó rồi đó là câu chuyện thứ tư tuy là nó ngắn thôi mọi người tưởng tượng cái hình ảnh nó khá là kinh dị nha mọi người ha khi mà bị một cái con ma mà nó ôm như vậy là khá là ghê mọi người ha à rồi thôi đó là cũng là cái câu chuyện cuối cùng rồi luôn tuy nhiên á tuy nhiên nha mọi người lưu ý nha bạn vân này bạn còn một cái câu chuyện nữa nó cũng rất là hay nói về cái cái một cái người thầu giật tiền của một người kia tới nỗi mà thắt cổ tự tử, hiện hồn về rất là hay. Nhưng mà thôi hẹn mọi người là ở tập uh, 696 ngày mai đi hôm nay mình kể như đây cũng đủ rồi mình thấy cái giọng mình nó cũng hơi mệt rồi cho mình ngưng lại ở đây ha mọi người ha rồi hẹn mọi người ngày mai ha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã nghe tới giờ này nha và đừng quên á, là cái bánh bía này mình cũng vừa mới ra lò luôn bánh bía tư quý một cặp như vậy 150 trăm ngàn Đó là có 8 cái bánh ở trong đó ha mọi người ha mỗi cái bánh như vậy là một trứng là 8 cái trứng ha Mọi người có thể là có hai sự lựa chọn một là vào ăn vặt vũ mập chấm cơm để đặt hàng như thường lệ còn những tín đồ shopee những ai mà muốn mua mà muốn săn giá rẻ muốn có những cái voucher áp dụng vào free ship ha Như lại nghe nói hình như là mùng 10 tháng 10 1 tháng 10 gì đó free ship chỉ làm lâm hết trơn á vào trong shopee nhớ kỹ kiếm ăn vặt vũ mập mua ngang đừng mua lộn của người ta nghe không à rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha vũ mập xin chào tất cả mọi người